Xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình trở lại, mình ôn một chút xíu bài của bài 4, bài giờ giấc. Và tiếp theo là mình sẽ học cái bài khác mới của mình. Thế đây mình có cái bài này. Cái này mọi người không cần phải nhìn cái mặt mình đâu, nhìn cái bài bự vô là sẽ làm được. Ok, đây là một số từ vựng của bài vừa qua. Coi mọi người có nhớ từ không? Ngoài cái việc đọc giờ ra thì phải nhớ mấy cái từ này để đi kèm với giờ giấc. Mình có những từ này: find the words, đây là mình sẽ tìm những cái từ này, và phrases, là từ và cụm từ. In the box tức là trong cái khung này, in the word search puzzle, trong cái từ, trong cái câu đố tìm chữ này. Đấy, giờ mình coi nha, mình có những chữ gì nè. Thứ nhất là chat, là trò chuyện. Fall asleep là chìm vào giấc ngủ. Nó sẽ khác với go to bed. Go to bed là đi ngủ, nhưng mà đi vô chứ chưa chắc gì ngủ. Còn fall asleep là nằm vô, là thẳng cẳng. Tiếp, get up, thức dậy. Hang out, đi chơi với bạn. Hang out là đi chơi. Ok, cái với bạn là mình thêm vô. Depends là còn tùy, hoặc là phụ thuộc vào. Tiếp, mình có morning person là người buổi sáng, night person là người buổi đêm. Vậy thì dậy sớm để thành công là gì? Là hên xui. Tại vì có người thì người ta sẽ hoạt động tốt vào buổi sáng, có người người ta hoạt động tốt vào buổi đêm. Cho nên là không phải cái gì cũng đúng ha. Tiếp theo là night shift là cái ca đêm. New year là năm mới. Stay up late là thức dậy trễ. Rồi giờ mình sẽ tìm ở bên đây những cái chữ đó. Sao dài quá vậy? Nhỏ lại coi. Ok, tìm chữ nha. Cái này nó giống như trên Facebook có hay có cái vụ là tìm thấy ba từ đầu tiên sẽ miêu tả về con người bạn. Đó, đầu tìm thử coi. Tìm thử coi. Mới vô thấy chữ gì? Thấy chữ chat. Ô là la. Cho nên cái miệng tôi nói không kéo da non luôn đó ông địa ơi. Chat là trò chuyện. Đó, chữ thứ nhất mình tìm được. Tìm đi mọi người, chữ thứ hai là chữ gì? Tìm mà xem. Khát nước quá, khát nước uống. Hay. Ok. Rồi, chữ thứ hai là chữ... Sao tìm không thấy? Vậy chẳng qua là con người tôi tìm được có một chữ thôi sao? Ok. À, tìm được hang out nè. Trời ơi, chơi ngược vậy luôn hả? Ngược ngày cũng chơi cho được nữa. Chữ này là chữ hang out. Đây, chữ này nè mọi người. Mình mới tìm được hai chữ này. Mọi người tìm tiếp coi. Mình coi coi là mình tìm được cái chữ gì nữa. Oh my god. Mình đã tìm được night person. Trời ơi, thiệt đó, nó ngược ngạo ghê luôn á. Chữ chat thì nó dễ thấy, không nói đi. Còn hang out và night person là rất khó tìm ra. Mọi người có tìm ra không? Thấy không? Thấy chữ night person không? Night person gạch méo xẹo sao ta thấy. Đây gạch lại. Mới bỏ gạch cái mất tiêu rồi. Đâu? Đây. Đây. Ủa? Gạch lộn rồi. Đây. Hứa lần này gạch đúng. Rồi, đó là night person. Rồi mình tìm được ba chữ, mọi người tìm tiếp đi. Ba đồ trẻ con. Xuống đây mới là đồ người lớn nè. Dưới đây là bài use the words in part 1. Thì mình dùng những cái chữ trên cái phần trên á, phần 1 á, và hoàn thành những cái câu dưới đây. Rồi, cho mọi người 2 giây ghi lại những cái từ trên đây, ghi cái khung này nha. Đừng có ghi ba cái ba sàm ba láp này, mệt lắm. Ok, cái này làm cho vui thôi mọi người. Ai mà chưa thuộc cách viết á, làm bên đây. Cái sách mình nó hay chỗ đó đó. Mọi người không cần viết cái từ đó, kiếm bả này thôi điên luôn. Là nhớ cái mặt chữ tức á, tức là nhớ luôn. Đấy, rồi đây nha. Rồi chép chưa? Chép xong á, xuống đây. Tại vì chính không show được một lần hai thứ. Sarah is a bla bla bla. She never goes to bed before midnight. Cô Sarah này là cái gì? Mà bả không bao giờ đi ngủ trước nửa đêm. Không có nghĩ bậy à nha. Bà này là một cái người night person. Bả là người buổi đêm, cho nên bả không bao giờ mà đi ngủ trước 12 giờ đêm đó. Xong. Tiếp, Susan wanted to bla bla. Susan muốn cái gì? And watch a movie. Bà này muốn làm gì? Và xem TV. But she got too tired. Nhưng mà cô ấy đã quá buồn ngủ hay là mệt mỏi. Tired đó, thật ra đó là buồn ngủ luôn đó nha. Rồi, thì chắc là gõ cái chữ gì vậy? Stay up late là thức dậy trễ, thức ngủ trễ, thức khuya đó. Ok, mình dịch là thức khuya đi, mình bị rối quá. Rồi, cô này muốn thức khuya coi tivi, coi phim, nhưng mà mệt quá cho nên ngủ luôn. Một câu chuyện hết sức quê vốn. Tiếp, sometimes I sleep late and sometimes I don't. Đôi lúc tôi ngủ trễ, đôi lúc thì tôi không. Ít. Rồi,
Mình sẽ chọn chữ là depends. Nó còn tùy vào là tôi mệt như thế nào. Hợp lý, nghe nó lúc câu đầu nghe nó hơi rớt nhưng mà câu sau dịch ra hợp lý. Tiếp, if Tom drinks coffee at night, he can fall asleep. Nếu mà uống cà phê ban đêm thì xác định là khỏi đi ngủ đúng không? Rồi, I'm not a gì mà I hate to wake up before 10 a.m. Tôi là cái người bla bla, người kiểu gì mà tôi ghét thức dậy sớm. Thì tôi là cái gì? Morning person. Tôi là người buổi đêm, tức là tôi không phải là người buổi sáng. Nên tôi rất là ghét dậy sớm vào buổi sáng. Đấy. Rồi, tức là vòng qua vòng lại thì cái kiểu người này với kiểu người này là một kiểu đó, được chưa? Tôi là người buổi đêm, tôi không phải là người buổi sáng. Rồi, cảm ơn sự góp mặt của hai chị. Tiếp đây mình sẽ có là Richard was late to class. Bạn này đi học trễ, trễ khi đến lớp nè. Because he didn't get up, thức dậy đúng giờ, được chưa? Thực ra thì nếu người ta không cho cái khung ở trên á, nếu người ta không cho cái khung ở trên này nha, thì có rất nhiều sự lựa chọn để làm gì cũng được. Nhưng người ta cho cái khung để mình học từ, hiểu không? Cho nên mình phải điền giống. Thực ra là bạn này đi học trễ bởi vì bạn này không có ăn sáng đúng giờ là hoàn toàn hợp lý đúng không? Trời, anh không ăn sáng kịp hay đi học trễ. Nhưng mà người ta cho mình chữ get up nên mình điền chữ get up vô. Tiếp có số 7. Molly stayed up all night. Bạn này thức nguyên đêm to làm gì? Chứ chắc đó là her friends online. Chắc chắc luôn. Rồi, bạn này thức khuya để, trời, thức nguyên đêm luôn hả? Để chat với bạn. Trời ơi, có công với cách mạng dữ vậy. Tiếp, Hillary and her friends. Oh, Hillary hả? Cô này tranh tổng thống với lại chú Donald Trump nè. Hillary và bạn của cô ấy like to làm cái gì? Hang out. Ra ngoài kia, at the shopping mall. Vô cái shopping mall để đi chơi đó, ở trong cái shopping mall. Vậy hả, mall hay mall? Tiếp theo, at midnight on December 31st. Vào giữa đêm của ngày 31 tháng 12 thì mọi người countdown, tức là happy cái the new year. Chứ còn gì nữa. Đây mà ghi chữ không ghi celebrate, ghi happy cái mọi người biết liền luôn. Nhưng mà ghi happy đó nó vô lý lắm nha. Tiếp, Hank used to work the cái gì mà now he works during the day. Tức là hồi xưa work night shift, cho nên bây giờ, hồi xưa anh này used to mình là đã từng, anh này đã từng làm việc ca đêm, cho nên bây giờ là ảnh làm 3 ngày. Chữ night shift có không? Không, không có. Ok rồi, được rồi. Xong bài đó ha. Tới bây giờ là có công ngày sắc, có ngày tháng năm. Có công ngày sắc, có ngày tháng năm. Bữa rồi học giờ, bữa nay học ngày tháng năm. Rồi, câu đó của bà Ngọc Phước. Dễ thương. Ok, có công ngày sắc, có ngày tháng năm. Bữa nay mình sẽ học ngày tháng năm. Date này là ngày tháng năm, thứ ngày tháng năm. Mọi người hay thấy hồi trước là giáo viên mình hay đề thứ cho chúng ta đúng không? Ví dụ hôm nay là Tuesday. Tuesday, bữa nay ngày mấy giờ? 19 hả? Ok, nay mà 19. Xong rồi tới gì? Tháng mấy tháng tư? Lời nói dối của em. Năm 2022. Ồ, điền thứ vậy đúng không? Hay là phải như vậy? Tuesday, thứ ba April, rồi tới 19, 2022. Mấy bạn chọn cách nào? Nếu mình cho cách này là A, cách này là B, thì có lẽ là hồi trước các bạn sẽ quen nhìn cái kiểu B hơn, đúng không? Nhưng mà thực ra ngày trước hay là tháng trước thì là do ở bên, đây là bên Mỹ, đây là bên Anh, được chưa? Đó, hay còn gọi là bên Việt Nam cũng điền thứ ngày tháng năm, đúng không? Nếu mình điền tiếng Việt thì mình sẽ là thứ ngày tháng năm theo kiểu Anh. Còn mình điền tiếng Anh mình hay điền theo kiểu Mỹ là thứ tháng ngày xong rồi mới tới năm, được chưa? Thì alright, mình coi nha. Bây giờ dưới đây có một cái bài tập dành cho mình là nối những cái ngày tháng bên đây với lại những cái bên đây. Alright, thì các bạn làm thử xem có đúng hay không. Làm mẹo làm gì không biết, tất cả các thứ làm thử cái bài này coi. Thì có thể nhìn vào cái đuôi như sau. Mặt một là các bạn có thể biết cái tháng ở trên này. Mình đọc sâu cái tháng cho các bạn nghe nha. Tháng 1, hình như cái này nó hơi nhỏ để mình mở to ra để cho mọi người đọc. Rồi, nhìn đỡ nha. Tháng 1, January. Được ha. Tháng 2, February.
February. Tháng 3, March. Tháng 4, April. Sao cái chữ này mình gõ hay lộn dữ trời, không biết gõ phím gì hết. Tháng 5, May. Tháng 6, June. Tháng 7, July. Không có July nha, July nha. August là tháng 8. Tháng 9 là September. Ủa rồi. Nó hôm nay gõ như xỉn vậy trời. Tháng 10 là October. Tháng 11 là November. Chữ này nó hơi nhỏ nhỏ trong đây nên Trinh gõ lại cho mọi người nhìn dễ hơn. December là tháng 12. Nó bị lớn ở trong đây rồi. Rồi, xong, mình đã đủ các tháng rồi đó. Ok. Rồi, một là mọi người biết tháng này mọi người điền vô được. Hai, hồi nãy giờ có người không biết tháng nhưng vẫn có thể điền được nhờ vào cái số đuôi như là dò vé số gì đó. Mấy bạn Trinh dạy rất là vui. Và Trinh chia sẻ kinh nghiệm này với các bạn. Đây là trường hợp Trinh đã gặp rồi. Đây, nhìn số 10, chọn vô cái năm nào có tháng. Nhìn số 99 đúng không? Chọn cái nào có 99 á. Nhìn số 03 đúng không? Chọn cái nào mà có 3 á. Nhìn số 95 đúng không? Đây, 95. Nhìn số 07 đúng không? Chọn vô 7. Hay chưa? Không cần biết tháng vẫn làm đúng. Quá giỏi. Cuốn sách này cho khu này quá dở nha. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích nè. Thì cái bài này thì đúng ra là phải biết tháng ngày đúng không? Thì mới làm được. Nhưng cách đó vẫn làm như thường. Nhưng mà phải thuộc tháng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vô cái tháng nào. Mình dạy kỹ lại nè. Cái tháng nào? Tháng 1, January. Tháng 2, February. Nghe cái tháng nghe trong từ điển ha. Đây cho các bạn nghe thêm. January. Đó, January. Cái chữ ơ nó cũng nhẹ nhẹ thôi, January. Rồi, tháng 2 ha. Nghe tháng 2 nào. February. February, nghe thử rồi. February. February. Đây, có chỗ là February, có hai là February. Cái nào cũng đúng hết. Chỉ có đọc chậm 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 với đọc nhanh nhanh thôi, không sao hết. Rồi tới tháng 3 nè, March. Nghe nè. March. March. Được không? Mar, đọc là March, tại nó cũng viết là March. March. Đừng có đọc mát là không đúng đâu nha. Có rất nhiều chữ mát. Và một trong những chữ mát đó là chữ không bình thường. Rồi, March là không đúng. March. Chịu khó chút xíu nha. Không thôi là lát hồi vô nghe không được đâu. April, tháng 4. April. Có nhiều người đọc April. Không có sai đâu, cũng có người đọc April thiệt. Nhưng mà đại chúng đọc April dùm nha. Rồi tới cái tháng tiếp theo, cái tháng dễ nhất trong năm. May. Rồi, tiếp tháng này đọc cũng được thôi. June. Nhớ đừng có June. Hay là có June là con June đấy. Đọc June, chữ trò nó mạnh chút xíu. Chết rồi, cái chữ chết rồi của mình bắt đấy. June, được chưa? Mạnh hơn chữ chết rồi nữa. Chữ này nặng hơn, June. Dàn mặt vô là được. Tiếp. July. Thấy chưa? July, tháng 7 là July chứ không phải là July, được chưa? July, tháng 8. August. Okay. August. August, ok. Tháng 8 là August. 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 Thì thường sao mình đọc August vậy ta? August. August. Right? Sao nó lạ vậy? Gõ sai rồi. August. Ok, y chang. Alright, tháng 8, August. August, sao mình nghe là August. Nãy đọc August, ok, fine. August. Nghe theo từ điển vậy. August, alright. Tiếp theo, tháng 9. Sao gõ cái tháng mà không biết qua là hay sai lắm đó. Và sai thiệt. September. Tháng 9, September. Ủa sao nãy mấy kia không viết qua vậy? Sao cái này viết qua vậy? Tức quá à. Ủa nó không ra cái tháng nó luôn à. Lạ nha. Kỳ ha. Làm như hồi giờ mình qua cái khúc mà lúc mà mình học dở tiếng Anh mình xả từ điển này mình không bao giờ dò cái tháng hay sao. Cho nên dở ra lạ ghê. Có cái chữ viết qua, có chữ không viết qua. Ôi bỏ qua đi. Đây đọc tiếp tháng 10. October. October.
Ok, October là tháng 10. Đừng có đọc là ọc nha, đọc là ọc nha. Ọc, ọc chứ không phải là ọc. October. October. Yes. Thậm chí thì giọng Mỹ người ta không đọc là ọc, nó đọc là ọc. Ọc thôi, ọc thôi. October. October. Tuyệt đối ọc nào cũng được, đừng có ọc là được. Ghê quá. Tiếp theo tháng 11. Trời đất ơi. Tiếp đây. November. 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 Đọc cái kiểu Mỹ nghe sáng hơn chút xíu, bà kia đã đọc âm trì quá. Tiếp tháng 12. December. December. Rồi vậy ha. Xong hết 12 tháng. Đó. Hết rồi, bây giờ mình nhìn lại lại cái bài của mình nha. Đây tháng 3 nè. Chọn cái màu khác cho nó hợp phong thủy hơn coi. Tháng 3 March. Thấy không? Nói vô March đúng nè. Tháng 6 là gì? June nè. Tháng 11 November nè. Đúng chưa? Tháng 5 May nè. Tháng 2 February. Rồi. Bây giờ nha. Nếu mà ai thấy tới đây, mình đọc được hết 12 tháng, mình làm đúng hết cái bài tập dưới đây, cách nào cũng được. Nhưng mà hỏi chứ nè, bây giờ như vậy đã xong chưa? Chưa xong đâu. Chưa ổn. Tại vì sao? Đọc hết chưa chắc là nhớ hết. Mà chưa chắc nhớ hết thì tất nhiên là nó không có kỹ được rồi. Mà chưa kỹ, chưa rành thì lát nữa nghe sẽ không nghe nổi, không có nghe được. Đặc biệt một điều là nếu như bạn phải viết cái chữ vô, ví dụ người ta đọc May, viết May, đọc October với October thì nó dễ. Nhưng khi người ta đổi thành số như vậy, đó, rất là dễ lộn. À, bây giờ Trinh ví dụ cho các bạn thử nha. Trinh nói nè, April, December, August, June. Các bạn viết số ra được không? Viết đúng không? Đó, vấn đề thấy chưa? Khi mà mình nói cái chữ nào, các bạn phải ra được cho mình cái con số đó là tháng mấy. Thì như vậy mới gọi là thuộc bài và khi nghe mới hiệu quả, mới làm đúng được. Bởi vì cái bài khi nghe này rất là quan trọng. Đối với giao tiếp, ông nói bà, ông nói gà, bà nói dịch là chắc chắn nó không được. Thứ hai, nếu mà bạn học sách này để đi thi thì đảm bảo với bạn luôn, cái bài thi nào nó cũng có, đảm bảo là có ngày tháng năm. Thì sau đó là cơ bản ha. Cơ bản, bài thi thì không phải là nói TOEIC hay IELTS gì là vô là nó trình độ nó trên trời, không có. Cho dù nó là IELTS, nó vẫn có phần này là phần ngay phần đầu tiên luôn. À, TOEIC thì nó rải rác đâu đó, tức là TOEIC speaking cũng có, TOEIC kia cũng có, là phải ngày mấy ông đó làm cái gì nó hay hỏi chi tiết, hiểu không? Đấy, nên bài thi nào nó cũng có cả, ha, từ nhỏ tới lớn. Cho nên cái này buộc phải rõ như thế. Ví dụ mà Trình nói nè, tháng 2 là gì? Đó, không ngừng gì nào phải nói được là February. Tháng 8 August. Tháng 6 June. 12 December. Nó phải cỡ vậy thì nó mới ổn được. Học bằng cách nào? Bây giờ nếu như chưa thuộc chỗ này đúng không? Dừng video, làm flashcard, tức là làm cái thẻ học từ vựng. Cái thẻ, nói chung là cái thẻ này ví dụ thôi, cái thẻ này là thẻ phiếu ra ngoài mua hàng thiết yếu hồi dịch để làm kỷ niệm. Tức là phía trước mình sẽ để một cái từ mà mình muốn học, phía sau là cái nghĩa của nó hoặc là cái hình. Cái tháng thì chắc không có để hình được rồi, để cái chữ là tháng mấy giùm cái nha. Đó, rồi mình lật qua. August là tháng mấy? Quên rồi, lật lại coi, được chưa? Tới chừng nào mà hết lật lại, nhìn cái là thấy liền, thì lúc đó là mới thuộc bài, hiểu chưa? Xong, dạy cách học rồi đó. Hoặc là ai mà công nghệ giỏi thì lên điện thoại, tải app về, làm cái flashcard đó. Mình là một người low tech, mình biết có cái app đó nhưng mà mình không biết xài, chưa có xài. Cho nên là mình chỉ mọi người cách của Trinh, đơn giản hiệu quả. Cầm cái điện thoại lên, mất công hồi lướt lướt cái đọc Facebook này kia, cái là không học được. Cho nên tốt nhất lúc học đóng hết, dẹp hết mấy cái đó và lên máy tính học, để chỉ có mạng vô cái phần mà mình học thôi, chứ còn mấy kia là không có cho thông báo lên. Tiếp, bây giờ đã xong cái phần ngày tháng năm rồi đúng không? Mình có cái hoạt động thứ hai nè, học xong là ứng dụng liền nè. Write your birthday and a classmate's birthday. Hãy viết ngày sinh nhật của mình và ngày sinh nhật của một bạn cùng học vô trong này. Đó, viết vô, viết vô. Thử viết vô nha. Ok, thử viết vô coi. My birthday is August. August 19. 19. Mấy bạn nghĩ là bao nhiêu? Thôi, cái này nó không hấp dẫn. Thôi năm này đi. À, tôi chỉ mới 20 tuổi thôi. Ok, August 19, 2002. Ai mà tin chắc cũng sao quá. Ok, tiếp theo. My classmate's birthday. Rồi một người bạn cùng học của mình.
mình có nhỏ bạn này, nó sinh cái ngày là nó là bạn mình mà, nên nó bằng tuổi mình luôn. Ok, just kidding. Rồi, tới đây mọi người có thể viết tên người mà mình muốn, xong rồi viết cái ngày sinh nhật vô. Đấy, hiệu quả không? Giờ ngó lại coi, mình có thể viết sinh nhật ba mẹ nè, sinh nhật anh chị em nè, vợ chồng nè, bằng tiếng Anh, được không? Thử xem, xài liền, ứng dụng liền để ai hỏi mình biết mình trả lời, đúng không nè? Nhưng mà nhớ viết rồi coi lại 7749 lần nha, tại vì mấy cái này viết viết chứ sai là sai. Cái này ai thì IELTS cũng còn sai nữa, nghe lạng quạng là nó sẽ sai ngay. Rồi, hết phần đó, tới phần sau là phần listening, là phần nghe. Thứ nhất á, là những người này nói về những cái du khách, và khi mà cái người khách này đến, ok, cái ngày mà họ arrive và cái ngày mà họ leave là cái ngày mà họ rời khỏi, viết cái ngày đúng. Ok, bài này vui lắm. Rồi bây giờ nãy giờ nói về tháng đúng không? Mình chưa nói về cái ngày, chưa có nói tới cái ngày cho mọi người, mà giờ nó kêu điện ngày. Cuốn sách này nó lạ lùng súng ghê, nó không có dạy người ta cái ngày, cho nên giờ tôi dạy cái ngày luôn nè, xong cái hết thời gian nghe luôn. Đối với cái ngày thì nó ra vậy nha. Đây là số đếm bình thường. Đây, và bên đây là cái số gọi là số thứ tự. Không cần biết cái chữ tiếng Anh này luôn ha. Số đếm, mình biết số đếm là được. Bên đây là số thứ tự. Rồi, bây giờ mình coi nha. Số đếm là 1 thì số thứ tự là first. Kiếm cái đường gạch nào mà cho nó thẳng thớm, nó ngay ngắn đàng hoàng chút xíu để mọi người coi. Ui. Rồi, nếu số đếm bình thường là 1, khi mình muốn nói ngày 1 thì mình sẽ nói là first. First viết tắt là 1, ST nè, ST là ở đâu, lấy từ đâu, lấy từ đây mà ra. Tiếp, ngày 2, 2 thì qua tới đây phải là ngày second, và cái đuôi lấy từ đây, được chưa? Dễ không? Rồi ngày 3 là 3, không, ngày 3 là third, thì nó tương tự giống như là hạng nhất, nhị, tam, tứ trong tiếng Việt vậy đó, các bạn hiểu không? Hạng nhất, hạng nhì, hạng ba vậy đó. Rồi tới 4, 4 thì nó sẽ đổi ra chữ for này, fourth, đuôi th đọc là fourth. Cái chữ thò này mình chỉ mọi người đọc rồi nhưng mà giờ phải chỉ lại, fourth, được không? Rồi giờ mình sẽ kéo xuống để mình coi, mình làm lại nè. Cái số 1, first, số 2, second, số 3, third, số 4, fourth. Rồi tới số 5, 5 thì qua đây sẽ là fifth. Rồi, chỉ cho làm cái này luôn nha. Fifth xong rồi th, nó hơi cực nhưng mà phải ráng làm. Fifth, fifth. Rồi, từ đây trở đi cũng tương đối khỏe rồi. Nó chỉ lạ lùng ở cái chỗ từ 1 tới 5 thôi, còn mấy cái kia nó rất là dễ nha. Mình coi tiếp. 6 thì đọc vô th. 7 a. Nếu mà làm cái chữ th giống tôi không được thì các bạn có thể làm cái như sau. 7 th, 6 th, 8 th. Vậy nha. Rồi, ráng làm. Phải ráng, phải làm, không làm thì mai mốt người ta nói mình sẽ không hiểu, vậy thôi. Và người ta đánh giá là người ta nghe mình, người ta cũng hiểu mình đang nói cái gì đó, nhưng mà nó bị phèn, vậy nha. Tiếp, 9 là ninth, 10, 10th, 11, 11th. Đó, muốn đứt hơi vậy luôn đó. Tiếp, 12, 12th, 13, 13th. Đó, vậy đó. 14, 14th. Rồi, 15 cũng là 15th, 16, 16th. Ok, tiếp, 17, yeah, 17th, 18, 18th, 19, cũng là 19th. Đứt hơi chưa? Tới số 20, đây là 20th. Chữ này đọc là it, it, 20th, chứ không có 20th nha. Đọc như nè, 20th, 20th. Ok. Má ơi, ai mà bị hậu Covid mà ấy nói là chắc chết luôn á. Tôi là không có bị gì mà tôi muốn chết rồi. Chậm viết. Tiếp, 21, 21. Bây giờ mày đọc gì? Ô mẹ ơi, hên quá. Không phải 21 nữa, là 21st. Lưu ý cho mình nha, từ đây nó bắt đầu lạ lạ rồi. 22, 22nd, 23, 23rd. Nó trở lại cái hàng đầu nha. 24, 24th, 25,
25th. Rồi ok, tới đây trở lại bình thường cho tới thằng 30. 30 sẽ là 30th. Ráng mình kéo xuống cho mọi người coi, mới có mấy số rồi còn sắp hết rồi. Ok, 31 là 31st. 32 là, thôi tới đây khỏi học đi. Làm gì có ngày 32 đâu mà học. Rồi, nhiêu đây đi nha. Giảm tải cho mọi người phần này. Trời ơi, thấy tôi thiệt là nhân hậu quá đi. Rồi, người ta có tới hạn 40 lần thôi, mình tới hạn 31 thôi. Học từ đây trở lên thôi nha. Đó, có giống có khác. Trong những gì có quy tắc nó sẽ bất quy tắc. Trong những thứ có quy tắc sẽ lòi ra mấy thằng bất quy tắc. Trong tiếng Anh là như vậy nha. Cho nên chỉ có một cách thôi, quen mặt với tụi nó. Hết. Rồi, thôi tới đây được rồi. Mệt quá. Học bài đi ha. Học cái tháng, học cái ngày. Ôi chưa dạy cái thứ nữa. Cái thứ là Monday, thứ hai, thứ ba là Tuesday. Ôi trời mẹ ơi. Thôi cái này nó cho ngày tháng không, chắc không cho thứ đâu. Nếu có bữa sau mình sẽ dạy thứ sao. Mệt quá rồi. Thôi học bài đi mọi người. Nghỉ nha. Goodbye. Hết nói nổi rồi. Hết chai nước rồi. Ok. Đủ rồi.